Chào chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể ban giám khảo và toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Và là tiết thí sinh thi đầu tiên cho nên em rất là rung và hồi hộp, cho nên mọi người hãy cho em một tràng pháo tay nữa được không ạ? Happiness.